Trong hai ngày 20-21 tháng 7 năm 2019, tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã diễn ra hội thao Việt Tin Banh khu vực 3 năm 2019. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm mang tới sân chơi bổ ích, gắn kết toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống. Tham dự hội thao có ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Việt Tin Banh, bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn, bà Lê Thanh Mai, Giám đốc Việt Tin Banh Đông Hà Nội, trưởng ban tổ chức hội thao khu vực 3, cùng lãnh đạo đại diện các khối phòng ban đơn vị, trụ sở chính và các chi nhánh. Phát biểu khai mạc hội thao, bà Lê Thanh Mai mong muốn các vận động viên tham dự hội thao với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, chấp hành đúng quy chế, điều lệ hội thao và thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, kỹ thuật đẹp mắt để đạt được những kết quả thành tích cao nhất. Thông qua hội thao, những vận động viên tiêu biểu xuất sắc sẽ được lựa chọn để đại diện cho khu vực 3 tham gia thi đấu tại hội thao toàn hệ thống Việt Tin Banh được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Với gần 900 vận động viên đại diện cho 31 đơn vị thuộc Công đoàn Việt Tin Banh khu vực 3, các tập thể và cá nhân đã tham gia sôi nổi, nhiệt tình ở tất cả các nội dung thi, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, kéo co, mang đến cho khán giả những trận thi đấu hay và nhiều cảm xúc. Kết quả đã có 144 giải được trao bao gồm 40 giải cầu lông, 40 giải bóng bàn, 40 giải quần vợt, 8 giải kéo co, 14 giải dành cho các công đoàn có thành tích xuất sắc. Hội thao Việt Tin Banh khu vực 3 năm 2019 đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa những người lao động làm việc tại các công đoàn cơ sở Việt Tin Banh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việt Tin Banh, nâng giá trị cuộc sống.